sự thì Tùng không nhớ ngày sinh nhật vợ, nhưng vợ cũng không hề giận chồng. Đến năm thứ hai, một chút nữa là đến 12 giờ đêm, vợ gọi chồng và hỏi chồng là: chồng có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không? Chồng vẫn bảo: ngày gì? Sự bây giờ mà nghĩ lại điều đấy thì chồng thấy chồng đúng là một người không chấp nhận được, sống vô tâm một cách kinh khủng. Hôm đấy vợ khóc, chồng thấy chồng có lỗi vô cùng. Tất cả những cái lỗi lầm từ ngày xưa, chồng đều muốn xin lỗi vợ. Một lần nữa cho chồng được cảm ơn cuộc đời, để chồng được gặp vợ, để chúng ta ở bên nhau cho đến nay đã 12 năm, để được gọi nhau một tiếng là vợ, là chồng. Cảm ơn phần chia sẻ của cả hai vợ chồng đã mang đến cho chương trình. Đây là món quà của chương trình Giải Mã Tri Kỷ gửi đến cho hai người để mà chúng ta luôn luôn gắn kết, luôn luôn trọn vẹn. Cảm ơn vì đã đến với chương trình ạ. Hãy như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.